Rồi thấy không mọi người? Chùm nho ngón tay rất to. Đấy, so với bàn tay của mình. Chùm nho này 5 lạng. Không, phải 7 lạng. Nặng lắm. Và nó vẫn đang lớn, đang có một quả xín rồi. Ten ten. To đúng ngón tay luôn. Ngón tay út của mình đấy. Đây là giống nho ngón tay đen. Cây thì rất bự. À, cây giống này. Cây của nó đấy. Trên cây thì mình để có 3 chùm thôi. Một chùm, hai chùm và đây là chùm thứ ba. Nên là cây cây sung và khỏe. Ra được chùm rất bự. À, trên cây còn một chùm nữa đây. Chùm này hơi bé hơn. Đúng là ngón tay nhá. Dài như ngón tay. Giống ngón tay thì đang được rất nhiều mọi người ưa chuộng, yêu thích. Làm thử quả. Rất giòn này. À, quả đang chín, vị rôn rốt chua. Nhưng mà khi chín thì chín đen thì vị sẽ ngọt.